Mẹo dân gian sẽ giới thiệu đến các bác 5 lợi ích không ngờ của súp lơ xanh đối với sức khỏe của chúng ta. Súp lơ có hai loại, trắng và xanh. Loại xanh thường giòn và dai hơn nên có cảm giác ngon hơn và cũng rất tốt cho sức khỏe. Lợi ích thứ nhất, súp lơ xanh cung cấp chất xơ, hỗ trợ giảm cholesterol. Mỗi 200g súp lơ cung cấp khoảng 2,6g chất xơ, có thể hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa, giúp chúng ta tránh xa các vấn đề của hệ tiêu hóa. Hơn nữa, một bữa ăn giàu chất xơ mang lại rất nhiều lợi ích cho các bác như làm giảm nguy cơ đột quỵ, tăng huyết áp và các bệnh tim mạch. Súp lơ xanh có thể ăn tươi hoặc nấu chín. Cả hai cách sử dụng này đều có lợi cho sức khỏe, nhưng có thành phần dinh dưỡng khác nhau. Những phương pháp chế biến khác nhau như luộc, xào hoặc hấp có thể thay đổi thành phần dinh dưỡng của chúng, đặc biệt là vitamin C, protein và đường. Hấp chín là phương pháp giúp bảo tồn được các chất dinh dưỡng tốt nhất. Lợi ích thứ hai, súp lơ xanh tốt cho hệ tim mạch. Súp lơ xanh không chỉ làm giảm cholesterol mà còn giúp tăng cường sức khỏe trái tim, do có thể làm các mạch máu vững chắc hơn. Sulforaphane có trong súp lơ xanh có thể giúp ngăn chặn hoặc đảo ngược các tổn thương niêm mạc mạch máu. Thêm súp lơ xanh vào bữa ăn có thể giúp ngăn chặn các bệnh liên quan đến tim mạch. Lợi ích thứ ba, hỗ trợ ngăn ngừa và chống lão hóa. Súp lơ xanh chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm cả vitamin C. Khi ăn những chất này dưới dạng tự nhiên, vitamin C có thể chống lại các tổn thương trên da do ánh nắng mặt trời và không khí ô nhiễm. Vitamin C cũng có thể giúp chống lại các nếp nhăn và cải thiện cấu trúc da nói chung. Lợi ích thứ tư, tăng khả năng kiểm soát đường huyết. Sử dụng súp lơ xanh có thể giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn ở những bệnh nhân đái tháo đường. Tình trạng đề kháng insulin được cải thiện đáng kể ở những bệnh nhân đái tháo đường type 2 có sử dụng súp lơ xanh. Nguồn chất xơ từ bông cải xanh cũng giúp làm giảm lượng đường trong máu và kiểm soát bệnh đái tháo đường. Lợi ích thứ năm, súp lơ xanh giúp bảo vệ hệ thống xương khớp. Hợp chất có trong súp lơ xanh giúp ngăn chặn một loại enzyme phá hoại sụn khớp, có thể làm chậm và thậm chí ngăn ngừa bệnh viêm xương khớp. Bông cải xanh chứa nhiều vitamin K và canxi. Đây là những thành phần thiết yếu cho hệ xương chắc khỏe. Bên cạnh đó, bông cải xanh còn chứa phốt pho, kẽm, vitamin A và C, cùng góp phần trong bảo vệ xương của cơ thể. Hợp chất sulforaphane có trong súp lơ xanh cũng giúp ngăn ngừa viêm xương khớp. Súp lơ là một loại rau chứa nhiều thành phần dinh dưỡng, rất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu không biết cách sử dụng, chúng có thể gây hại cho sức khỏe. Chính vì vậy, các bác cần lưu ý những điều sau đây. Thứ nhất, không cắt trước khi rửa. Các bác nên rửa nhẹ nhàng dưới vòi nước lạnh hoặc ngâm súp lơ xanh trong nước muối pha loãng khoảng 10 đến 15 phút. Cách làm này giúp các bác dễ dàng loại bỏ được sâu bọ và tạp chất có trong súp lơ. Thứ hai, thời điểm ăn. Súp lơ xanh có thời điểm mùa vụ từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 10. Do đó, các bác nên chọn mua vào khoảng thời gian này để lựa được những cây súp lơ tươi xanh nhất và hạn chế bị phun thuốc nhé. Thứ ba, không chế biến ở nhiệt độ cao. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, súp lơ xanh sẽ chuyển hóa thành màu vàng úa và giảm đi lượng vitamin, nhóm chất chống ung thư nếu được nấu chín quá kỹ ở nhiệt độ cao. Vì thế, để món ăn có hương vị thơm ngon, đẹp mắt và trọn vẹn dinh dưỡng, các bác nên nấu chín vừa và không chế biến ở nhiệt độ cao nhé. Thứ tư, hạn chế ăn trong khi mang thai. Mặc dù súp lơ xanh có hàm lượng lớn vitamin C rất tốt cho bé, nhưng nếu mẹ ăn súp lơ xanh hàng ngày, nhất là khi mới có thai, có thể làm tăng nguy cơ bị sảy thai. Lý do là quá nhiều vitamin C cũng không tốt cho chị em trong quá trình mang thai. Cũng giống như súp lơ xanh, nếu ăn quá nhiều súp lơ trắng hàng ngày thì mẹ bầu cũng có nguy cơ sảy thai do hàm lượng lớn vitamin C có trong loại rau này. Do vậy, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của cả mẹ và bé, mẹ bầu nên hạn chế ăn súp lơ xanh và tham khảo ý kiến của bác sĩ để có thực đơn ăn phù hợp nhất. Thứ năm, không ăn sống khi bị đau dạ dày. Súp lơ xanh dễ sinh ra nhiều khí hư, gây đầy bụng khi ăn sống. Điều này không tốt cho đường ruột của người bị đau dạ dày. Vì thế, những ai đang mắc vấn đề này nên nấu chín súp lơ xanh trước khi ăn, hoặc thay bằng các thực phẩm khác như cà rốt, khoai lang. Thứ sáu,
không nên ăn súp lơ xanh khi đang uống thuốc trị bệnh tim. Thứ 7, không nên ăn súp lơ xanh khi đang uống thuốc loãng máu. Thứ 8, người bị bệnh gút, súp lơ giọt purin có thể là tác nhân gây ra các triệu chứng liên quan đến gút, đặc biệt là súp lơ xanh sẽ khiến bệnh nặng hơn. Bên cạnh đó, các bác không nên kết hợp súp lơ xanh với những thực phẩm sau: dưa chuột, sữa bò, gan lợn. Bông cải xanh có nhiều lợi ích cho sức khỏe như giảm viêm, giúp kiểm soát đường huyết, tăng cường hệ miễn dịch và hệ tim mạch. Tuy nhiên, các bác cần cung cấp đủ các chất dinh dưỡng từ nhiều nguồn thực phẩm khác nhau, nên hãy có một chế độ ăn uống hợp lý và tốt cho sức khỏe. Nếu thấy video hữu ích, hãy dành tặng cho Mẹo Dân Gian một like và chia sẻ để mọi người cùng biết tới. Chúc các bác và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.